Ngày 25 tháng 8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn nữ trung tá Kersho Herbakhap, trưởng công an thị xã Ayi Unpa, giữ chức phó giám đốc công an tỉnh Gia Lai. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8. Nữ trung tá Kersho Herbakhap, sinh năm 1982, người dân tộc Gia Rai, tên thường gọi là Kersho Phước Hà, quê tại xã Ia Chốc, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Bà tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, trình độ thạc sĩ luật, có thời gian thử thách tại cơ sở và được người dân đánh giá tốt về sự quyết liệt, mạnh mẽ và sâu sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai là đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Bà từng phát biểu, dũng cảm đó là yếu tố cần cho một chiến sĩ công an, và tôi chắc chắn đủ dũng cảm để thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong thời gian làm đại biểu Quốc hội, bà đã có nhiều chất vấn, tranh luận như vấn đề xử lý pin điện mặt trời, diện tích rừng tự nhiên ở nghị trường. Tôi rất chăm chú lắng nghe và cố gắng thấu hiểu. Nhưng mà Bộ trưởng thì có nghe, nhưng mà không hiểu tôi hỏi gì. Tôi hỏi về việc Bộ trưởng có ủng hộ tiếp tục về việc xây dựng và phát triển thủy điện nhỏ nữa hay không. Thì Bộ trưởng chưa trả lời câu hỏi có hoặc không chứ không có nhân. Cái thứ hai là tôi hỏi, theo Bộ trưởng, ông trời, mẹ thiên nhiên và rừng có mối quan hệ gì đối với thực trạng bảo vệ môi trường hiện nay? Nó liên quan đến việc vụ sạt lở vừa qua của miền Trung. Không tự nhiên mà trời mưa được và không tự nhiên mà địa chất đứt gãy. Bộ trưởng có nói trong nghị trường này rằng dân ở đó sống cả trăm năm nay và họ trồng rừng cây sản xuất. Thì đấy chính là lý do của vụ sạt lở. Tức là cây rừng tự nhiên là đã mất đi rất lâu rồi, không có sự cải tạo đất và đó là gây ra địa chấn về môi trường. Trách nhiệm của Bộ trong cái việc đánh giá tác động môi trường đối với những dự án và công trình này rõ ràng là có sự sai sót. Cái thứ ba, với tư cách chuyên gia, đơn vị tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, thì Bộ trưởng đã thấy trách nhiệm như thế nào với thực trạng bảo vệ môi trường hiện nay của Việt Nam? Bộ trưởng cũng chưa trả lời rõ ràng.